Chào các bạn, rất vui được các bạn trong channel của tôi. Hôm nay tôi xin giới thiệu tiếp với các bạn về dự án Lincoln Wall và mình sẽ giới thiệu tiếp với các bạn về phần blockchain của dự án này. Đây là một dự án sẽ chia sẻ tài liệu đã xác minh qua mã QR và bạn sẽ có thể chia sẻ tài liệu qua QR code mobile sang web di động và để tạo mã QR để yêu cầu các tài liệu cụ thể từ người dùng. Người yêu cầu đầu tiên được chọn các tài liệu từ trang mã QR có thể cấu hình. Người yêu cầu nhấp vào nút tạo mã QR để tạo mã QR đóng gói yêu cầu và nhận dạng các tài liệu khác nhau dưới dạng mã QR có thể quét được. Khi người dùng quét mã QR được tạo và chi tiết của người yêu cầu và tài liệu được yêu cầu được hiển thị trên ứng dụng dành cho thiết bị di động của người dùng. Người dùng hiện có thể xác thực các yêu cầu và cho phép chia sẻ dữ liệu và tài liệu của riêng mình với người yêu cầu. Và đây là hồ sơ động và biểu mẫu của cơ thể cấu định hình nền tảng phát triển được cung cấp bởi Lincoln World sẽ trao quyền cho bất kỳ tổ chức nào để dễ dàng tạo ra các biểu mẫu và triển khai các việc sử dụng cho nhiều khu vực. Một ví dụ điển hình là các ứng dụng hoặc yêu cầu và các biểu mẫu cho các dịch vụ khác nhau. Các dịch vụ được dự định cung cấp bởi các tổ chức cho người tiêu dùng thông qua nền tảng của họ. Tất cả người dùng trong khi có quyền truy cập vào danh tính sổ được xác thực được tạo trong môi trường của Lincoln sẽ được tăng nhờ nền tảng. Tiếp tục từ ví dụ trên, người dùng có thể truy cập vào hồ sơ các tổ chức này và có thể đăng ký bất kỳ dịch vụ nào khác có sẵn bằng cách hoàn thành kỹ thuật số và ký vào đơn mẫu đăng ký là một lợi ích bổ sung và nền tảng này cũng hỗ trợ cho các biểu mẫu được điền tự động từ hồ sơ của người dùng. Đây là biểu mẫu cấu hình. Các tổ chức có thể sử dụng tính năng biểu mẫu có thể định cấu hình của Lincoln để tạo biểu mẫu cho các dịch vụ khác nhau trong họ cung cấp. Các tổ chức có thể thêm các biểu mẫu kỹ thuật số này vào tiểu sử của riêng họ trên Lincoln World hoặc xuất bản các biểu mẫu này trên các nền tảng bên ngoài bằng cách sử dụng API. Bất cứ khi nào người dùng áp dụng cho bất cứ dịch vụ nào được cung cấp trên nền tảng của họ, biểu mẫu kỹ thuật số sẽ được tự động điền dữ liệu từ ví kỹ thuật số của người dùng. Mọi tài liệu được yêu cầu cũng được tự động đính kèm vào biểu mẫu kỹ thuật số. Trong trường hợp áp dụng cho một dịch vụ như vậy được lưu trữ nền tảng bên ngoài dữ liệu và liệu sẽ được lấp đầy sau khi người dùng quét mã QR đóng gói chi tiết biểu mẫu và hiển thị trang nền tảng bên ngoài. Người dùng sau đó phải ký điện tử vào mẫu đơn đăng ký để hoàn thành quy trình đăng ký chữ ký số được lưu trữ trên blockchain. Thiết kế và phát hành nhận dạng. Thiết kế, phát hành và nhận dạng. Thiết kế và phát hành thẻ nhận dạng cho sinh viên và nhân viên của bạn. Dễ dàng. Thiết kế thẻ nhận dạng bằng cách sử dụng mẫu được phân phối với các tính năng kéo và thả. Thẻ được phát hành và không thay đổi và là an toàn và thiết kế cho sử dụng blockchain và xác sinh học. Dễ dàng chia sẻ danh tính bằng mã QR để có quyền truy cập vào các dịch vụ và cơ sở bảo vệ khỏi trộm cắp danh tính và lạm dụng. Sử dụng lợi ích danh tính kỹ thuật số. Truy cập vào cơ sở đăng ký tham dự phát hành trong thư viện. Thuận tiện QR không cần giấy tờ và thân thiện với môi trường. Trường hợp sử dụng quốc tế thì quy trình nhận tại phòng thì khách sạn tham gia Lincoln World, khách sạn tạo mã QR để đóng gói các yêu cầu về tài liệu nhận dạng và đăng ký để nhận phòng. Khách quét mã QR bằng ứng dụng Lincoln World, khách xác nhận và ủy quyền các tài liệu yêu cầu. Quá trình đăng ký thực hiện hoàn tất khi khách gửi biểu mẫu chữ đăng ký cùng với tài liệu họ yêu cầu. Cảm ơn lắng nghe, xin chào các bạn.